Dạ vâng, em lại xin được mến chào tất cả các bác đã trở lại với kênh của Chu Du Audio Bắc Giang. Thì hôm nay là mùng 4 tháng 12 năm 2023. Đây là một tháng cuối cùng của năm 2023. Hôm nay là mùng 3 các bác nhé, xin lỗi các bác. Hôm nay là mùng 3 tháng 12 năm 2023. Những cái ngày đầu tháng cuối cùng của năm 2023 rồi. Thì bên em Du lại tiếp tục cập bến được một cái lô mic Bayer 790A. Mã của nó là DSP-U9900 các bác nhé. Đấy, thì đâu đó một vài buổi trên livestream mà gần đây em đã giới thiệu các bác rồi là em sắp cập bến 50 bộ mic 790A rồi. Đấy, thì ngày hôm nay các bác chính thức được chiêm ngưỡng đây tất cả hàng em đã bày ra đây rồi. Tổng là 50 bộ, tuy nhiên nó sẽ lẫn vài cái mã lẻ. Thì ở đây đang có 45 bộ các bác nhé. 45 bộ 790A, mã là DSP-9900 U9900 các bác nhé. Cái dòng mặt này thì em đã bán rất là nhiều rồi. Và cái sản phẩm như thế này, trong đó nó có những cái mã như là lắp green này, hay là có rất là nhiều mã giống mặt y như này. Và cái này là máy móc vỉ của 790A các bác nhé. Nhà lắp nữa em sẽ quay chi tiết, review chi tiết cho anh em từ nội thất đầu thu cho đến nội thất tay mic các bác nhé. Thì ở đây các bác đang quan sát tổng thể thì em đang có cái lô này nó là lô hàng tháo phòng các bác nhé. Hàng tháo phòng 100%, tổng là 45 bộ theo cùng một mã. 45 bộ này là cùng một mã luôn anh em, và tháo ở một cái cơ sở phòng kinh doanh phòng hát ra. Tất cả là cùng một mã hết các bác nhé, và cùng một đếp. Con này là đếp 2018, đếp khá là ok luôn các bác nhé. Và cái đếp này được anh em thích nhất. Rất nhiều bác không thích cái đời 19-20, không thích cái đời mà 20-21-22 đâu các bạn. Bởi vì là hàng mới, những cái đời mới thì anh em thường quan niệm là nó sẽ thương mại hóa hơn một chút. Đấy. Những cái đời mà 17-18 này vẫn là ok nhất các bác nhé, vẫn là ok nhất trong các dòng Bayer. Đấy. Thì ở đây em sẽ có hai mã các bác nhé. Một mã đó là tay titan 7 màu như thế này. Một mã là mã da cá titan 7 màu như này các bác nhé. Da cá titan 7 màu như này. Thì cái mã này em bán rất nhiều rồi. Thứ hai đó là mã da cá màu xám lông chuột này, các em cũng bán rất là nhiều rồi các bác nhé. Đấy, thì các bác nào mà thích kiểu đơn giản, gọi là giản dị một chút, nhưng mà ăn chắc mặc bền, thì các bác chơi dòng này cho em. Giá thành lại hợp lý. Còn các bác nào mà thích kiểu sang trọng, thích kiểu VIP, thích kiểu đẳng cấp hơn một chút và nó màu mè một chút, thì các bác chơi cái dòng này. Đây là tay da cá, da cá titan 7 màu. Cái dòng này thì nó cũng là làm mưa làm gió trong khoảng 2 năm vừa qua trở lại đây, được rất nhiều bác lựa chọn để làm các, đặc biệt là các bác làm dịch vụ, ví dụ như là kinh doanh phòng hát karaoke này, hay là các bác làm đám cưới, làm kẹo kéo, làm xô chậu để phục vụ kiếm tiền đấy. Thì các bác rất là thích những cái dòng này, bởi vì là cầm lên nó sang trọng, đặc biệt là trên những ánh đèn sân khấu nó lấp lánh rất là đẹp các bác nhé. Các bác mà chơi gia đình thì cầm nó quá là VIP rồi. Dòng này thì nó cao tiền hơn một chút so với cái dòng da cá bình thông thường. Đấy. Thì mỗi người có một cách chơi. Thì ở đây sẽ có hai màu cho các bác lựa chọn nhé. Một là màu titan 7 màu da cá, hai là da cá màu xám lông chuột cho các bác lựa chọn nhé. Ok chưa? Thì tất cả đầu thu nó cùng một mã, tay nó cũng cùng một mã anh em nhé. Chỉ khác cái vỏ thôi, chỉ khác cái vỏ bên ngoài thôi. Còn lại bên trong là ruột gan của nó là một mã. Ok chưa? Từ côn kia các thứ, từ máy móc ruột gan và đếp nó đều là một mã. Ok chưa? Đấy, thì đây em review cho các bác một lượt cái đầu thu. Đấy, các bác có thể nhìn thấy là vệ sinh qua thì nó rất là đẹp đây. Các bác nhìn những cái da cá 7 màu nó ánh vào trong các cái đèn, trong các cái đèn hình của mic này, rất là đẹp luôn đúng không ạ? Nói một mã này phải nói là rất đẹp luôn các bác nhá. Đều tăm tắp luôn ạ, bởi vì nó tháo cùng một phòng hát ra, cùng một cơ sở phòng hát kinh doanh phòng hát ra, cho nên nó đều rất là đẹp luôn các bác nhá. Đấy. Đây em mới gọi là lau lướt qua để lên sóng thôi, chứ còn chưa phải vệ sinh kỹ đâu. Trước khi gửi đi cho bác thì em sẽ vệ sinh lại một lần nữa để gửi đi cho bác. Mã là DSP-U9900 các bác nhá. DSP-U9900 rất là đẹp. Mặt thì các bác nhìn này, mặt khá là đẹp luôn. Mặt vuông vắn, rất là đẹp, hình thức đẹp. Và sau đó là sẽ tặng cho bác một cái cặp tai bắt tủ máy để các bác mà làm sự kiện, hay là các bác lắp phòng hát thì các bác đều có sẵn nhé. Các bác chơi gia đình về các bác cũng lắp sẵn một cho em một cái cặp tai bắt tủ máy ở trên này. Em sẽ tặng kèm cho các bác luôn nhé. Tặng kèm cho bác một cặp tai bắt tủ máy như này và lắp vào đây. Ok chưa? Và tất cả là phụ kiện đầy đủ. Phụ kiện là trong đó là jack 6 ly, là jack 6 ly cong như thế này anh em nhé. Jack 6 ly cong trên đồng. Đấy. Và đặc biệt là chống lăn xịn. Đấy, chống lăn bây giờ nó đang ra cái mẫu mới rất là đẹp này các bác này. Chống lăn vừa ra cái mẫu mới rất là đẹp luôn. Chống lăn này thì chống lăn mới anh em nhé. Tuy nhiên là nó làm giống y chang như là chống lăn nội địa luôn. Và chất lượng của nó rất là cao. Con này thì chống lăn và chống sốc đầy đủ. Chống lăn và chống sốc đầy đủ. Một bộ chống lăn VIP như thế này. Các bác mua thị trường nó 76-70 nghìn. Tuy nhiên là những cái hàng như thế này bọn em đã tặng kèm cho các bác rồi. Các bác về không phải mua thêm bất kể một cái gì cả. Ok chưa? Đấy. Đấy, rất lâu rồi không lên cho các bác một lô mic nó gọi là đầy đủ. Đấy, em toàn bán là lẻ lẻ, đa phần anh em thợ mua hết. Đấy, còn hôm nay thì sẽ chính thức lên sóng. Trước khi chào thợ là em sẽ lên sóng cho các bác luôn. Ok chưa?
Đấy, lên sóng cho bác trực tiếp luôn. Đấy, thì ở đây sẽ có tay sám như thế này. Thì em báo giá luôn để cho các bác cân nhắc nhá. Bác nào lấy loại nào hợp nhãn loại nào thì các bác lấy loại đấy. Còn ruột gan nội thất các thứ là chất âm các thứ là giống nhau 100%. Đấy, tay da cá màu xám lông chuột như này. Em sẽ giao cho các bác giá là 2.200.000. Em bao ship này tặng đầy đủ phụ kiện này. Và tất cả này sản phẩm em sẽ tặng kèm. Ngày hôm nay em chiên cho các bác, lâu lắm không tặng pin sạc 3.300 cho các bác rồi. Ngày lô mic ngày hôm nay em sẽ chiên cho các bác một bộ pin sạc 3.300 mAh, sạc 4 cổng tự ngắt có màn hình báo pin. Và sạc 4 cổng có tự ngắt có màn hình báo pin như thế này các bác nhá. Đây, các bác lắp vào nó sẽ như thế này, có màn hình báo pin. Đấy, và pin là pin 3.300, sạc và pin là chính hãng của Double Bao. Ok chưa các bác? Đấy, ok chưa? Đấy, mỗi một bộ đều được tặng như vậy. Và tiếp theo đó là bộ tay da cá titan 7 màu này. Em sẽ để cho các bác giá là 2.350.000, bao ship đầy đủ phụ kiện và cũng tặng một bộ pin sạc như này. Và tất cả sản phẩm này được bảo hành 3 tháng lỗi đổi các bác nhá. Các bác cứ nhận hàng ok test thử cắm vào dàn thử máy đúng như quảng cáo, đúng như video các bác nhận hàng giúp em, không đúng các bác trả lại cho em, ok chưa? Sản phẩm được bảo hành 3 tháng lỗi là đổi, ok chưa các bác? Và đây là men vỉ của nó các bác nhá. Men vỉ của Đết 2018 đó là hộp sóng to, sử dụng hai hộp sóng to. Linh kiện thì bio nó giống nhau rồi. Các bác nhá, đời 2018 này nó là hộp sóng to. Các bác nhìn nó rất là đẹp đúng không ạ? Men vỉ này thì các bác dùng thêm chục năm nữa nó vẫn cứ như thế này, ok chưa? Đấy, mặt mũi rất là đẹp. Đây là cái này này em cầm và nó bám hơi nước vào đây nhá. Đấy, ok chưa? Quá là đẹp rồi, đúng không các bác? Đấy, rất là chi tiết. Và tay mic thì các bác nhìn rồi. Những cái này thì bao cho anh em là nó lấy pin lấy các thứ là bên em làm thì các bác an tâm là vệ sinh nó sáng bóng sạch sẽ các bác nhá. Đấy, củ côn này zin nguyên bản anh em nhá. Củ côn này là củ K8 zin nguyên bản. Các bác lưu ý là củ côn này củ côn K8 zin nguyên bản anh em nhá. Đó, zin nguyên bản cho các bác nhá. Rồi. Tay màu xám đây là em nhặt bất kỳ thôi các bác nhá, nhặt bất kỳ thôi. Các bác xoáy bộ cái nào ra cũng được. Đấy. Zin nguyên bản, hàng tháo phòng các bác nhá, hàng tháo phòng zin nguyên bản 100%. Cho nên các bác tự tin an tâm mà chơi. Đấy, các bác tháo cái củ nào ra nó cũng giống nhau 100% nhá. Củ này nó là củ zin tháo phòng. Cho nên anh em chơi rất là ok. Hàng này thì tiếng của dòng K8 này các bác biết rồi, tiếng nó rất là đều giải. Tiếng bay hát nhẹ, giảm su zít cực kỳ là tốt các bác nhá. Đấy, và không để các bác chờ lâu thì em sẽ alo thử cho mic trên nhá. Đây em đã bật một thử một cái tay da cá này. Và thử một cái tay này cho các bác. Em set up trên con vàng X3. Đấy, ok chưa các bác? Con vàng cái pin X3. Đây. Đó, em thay alo thử tiếng mic cho các bác nghe thử nhá. Anh em đeo tai nghe để thẩm âm từ tiếng bát đến tiếng tép của giải mic này các bác nhá. Rồi. Alo, alo, alo. 1 2 6 7 6 7 6 7 6 7 1 2 5 6 7 5 9 10 lên. Đó. Các bác nghe cái giải bát của nó, bát nó rất là sâu và mềm. Đấy, tép thì nó không bị chói. Cứ lên nó giảm rung rít rất là tốt các bác nhá. Đấy. Rồi, em alo thử. Trên cái tay này cũng vậy các bác ạ, nó vẫn giống nhau 100%, con này đang bị pin yếu. Này. Nó đang bị yếu pin đâu các bác nhá. 5 5 6 7 1 2 5. Đây để nó hết pin rồi. Đây để em to cho to cái mic lên một chút. Đấy. Đây, con này thì nó đang bị pin yếu nhưng mà về chất âm thì nó giống nhau. Vì bởi vì là tất cả nó zin nguyên bản giống nhau 100% anh em nhá. 1 2 4 5 6 7 8 9 10 1 2 4 5 6 7. Các bác nghe cái giải bát của nó nghe rất mềm rất ấm đúng không ạ? 1 2 4 5 6 7 8 9 10. Đây lên 6 7. 1 2. Ok chưa? Đấy. Thì tất cả chi tiết thì em đã review cho các bác đầy đủ và báo giá từng sản phẩm cho các bác rồi. Thì bác nào có nhu cầu chốt bộ này thì các bác liên hệ trực tiếp vào số điện thoại của em đây nhé. Số điện thoại của em là 0378 030 730 hoặc 0345 220 586. Giá là 2.200.000 tay da cá xám và 2.350.000 tay da cá titan 7 màu. Tất cả đều được tặng đầy đủ phụ kiện và phụ kiện của nó như thế này anh em nhé. Và tặng một bộ pin sạc 3.300 và tất cả sản phẩm đều được bao ship và bảo hành 3 tháng. Lỗi là đổi, ok các bác nhé. Các bác đang xem thì tặng em Du một nút like các bác nhé. Bác nào chưa đăng ký kênh thì cho em xin một lượt đăng ký kênh và bấm nút chuông để theo dõi các sản phẩm tiếp theo của bên em Du các bác nhá. Video của em xin phép được kết thúc tại đây. Xin được chân thành cảm ơn tất cả các bác đã luôn luôn ủng hộ, luôn luôn quan tâm, luôn luôn theo dõi và ủng hộ cửa hàng bên em các bác nhá. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại các bác.